bờ sông, bên bờ sông thấy anh tang tình gánh nước, tưới cây ngô đồng nghe xuyên sao trong lòng. Tiên hát hay quá à. Mèn ơi, anh hai, chưa chờ chưa chợt rồi á, mà anh chưa về nhà sao? Chưa. Anh đợi ai hả? Đâu có đợi ai đâu. Ý, mà có. Anh đợi ai dạ? Anh đợi anh đợi em hả? Ừ. Mèn ơi, mần xong việc á thì anh về đi, đợi em chi? Đợi để nghe Út hát nè. Em hát dở gần chết à. Mà anh cũng chịu khó nghe nữa ha. Đâu có, Út hát hay y như là nghệ sĩ vậy á. Thiệt hả? Anh thích nghe Út hát dân ca lắm. Thiệt hả anh? Thiệt mà. Út biết không, không hiểu sao mỗi lần á nghe em hát câu dân ca sao mượt mà lòng anh thương quá. Tiếng ngọt ngào nào đông đưa nhớ xa xưa, trời trưa bóng dừa hẹn hò nhau tình quê hai đứa. Mùi mà non hương tóc em biết bao kỷ niệm nhắc lại thấy thương sao thở. Lâu nay muốn qua thăm em nhưng ngại gì cậu tre lắc leo. Tháng ngày tuổi đời trôi theo, níu chân nhau bạc thêm mái đầu. Còn tìm đâu ngày xưa yêu dấu. Đường về hai thôn cách xa, quán cơm gió chiều, nhớ mùi tóc em hương đậm đà. Đường về hai thôn cách xa, quán cơm gió chiều, nhớ mùi tóc em hương đậm. Gì đó Út Tiên? Em có một thắc mắc. Thắc mắc chuyện gì? Út Tiên nói đi. Em thắc mắc là không hiểu vì sao anh cứ hay chặn đường đón ngõ người ta, rồi cứ nói gần nói xa mà không dám mạnh dạn nói ra điều mình muốn nói. Vì vậy mà đó với đây vẫn chưa được chung đường chung lối, vẫn đơn độc lẻ mà đâu có dám nói gì đâu. Dù từ lâu lòng này đã in sâu bóng hình ai đó. Thấy anh chiều chiều hay xa ngõ ngó mong, phải chăng anh muốn gửi lòng theo nước rồng nước lớn? Út Tiên hay quá. Đúng rồi á, nhưng mà chỉ đúng có một phần thôi. Ủa, té ra anh hai còn ý gì khác hả? Ừ, anh hay dòm qua bên kia sông coi người ta có ở bển không. Nếu mà thấy người ta đi ra đi vô quét sân, xách nước thì đằng này yên bụng yên dạ rồi. Mèn ơi, anh hai làm em cảm động quá chừng à. À,
Mà nếu mỗi lần anh hai dòm qua bên sông á mà không thấy em á thì sao? Mỗi lần mà không thấy Út ra đồng cày cấy hang, rồi dòm qua bên kia mà không có thấy Út tiên hát, Út tiên hò á, thì... Thì sao nè? Thì cái lòng này... Lòng của anh hai mừng sao? Lòng chợt buồn mênh mông, dáng xưa tan theo giấc mộng. Chắc người đã bước sang sông, đang mùa lúa trổ đông đông. Làm sao em quên những ngày khi mới quen tên? Bên góc đa ven đường, hai đứa ngồi tỏ tình yêu đương. Anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều, gửi bao nỗi nhớ. Nhớ từng nụ cười ngây thơ, thắm duyên mơ chiều nghiêng nắng đổ. Về quê em phù sa bát ngát, tình mình dù ngăn cánh sông chớ đâu cách lòng mỗi lần nhớ anh. Sao nghẹn lòng. Ủa, sao mỗi lần nhớ đến anh Út thấy nghẹn lòng vậy? Tại vì tức á. Sao tức? Thì bắt người ta này chờ hoài mà không thấy người ta đó ngỏ lời. Có à nghe, có ngỏ lời chứ bộ. Bữa ở góc đa ven đường đó, anh ngỏ lời mà Út cứ làm thinh hoài á, nhớ không? Thì tại vì hồi đó người ta mắc cỡ. Vậy rồi cái từ đó đến nay anh im re luôn. Nếu Út nói vậy á thì... Thì sao nè? Thì Út Tiên ơi, từ giây phút này đây, ở tại nơi này anh sẽ tỏ bài cùng ai với nỗi niềm thương nhớ. Để hai bên sông không còn cách trở, để hết Tết ra duyên mình nên vợ. Hỏi rằng em ơi, em có bằng lòng? Em bằng lòng theo anh, ta cùng nhau sống tới ruộng đồng. Tình như con nước mãi không về, dù đời cay đắng. Mưa nắng ngày đêm cần lao, vẫn bên nhau tình chẳng phai màu. Lời thương gửi trao men tình ngào ngạt nhớ. Vậy là Út đã bằng lòng làm người yêu của anh rồi, phải không? Người ta mới trả lời tức thì đó. Như vậy là xong mùa lúa này, ra duyên anh sẽ làm gì? Anh sẽ làm gì? Mang cao trầu sang bên nhà cầu thân, cho hai bên sông thôi cách ngăn đôi bờ. Mình thôi trao gửi lời hẹn thề sắc tinh. Mấy anh mặt nước lung linh, như đang tô điểm cho chuyện tình đôi ta. Dòng đời mãi miết trôi qua, những hương tình ấy chẳng phôi pha trong đời. Anh ơi, làng quê ta vẫn bên nhau cận kề. Bóng
nhau một vòng sông. Mai mốt một đám cưới á, anh chèo ghe qua bên kia sông rước dâu cái gọn hơ luôn. Chưa chi mà tính chuyện đám cưới hoài, tại nôn làm người ta ngại muốn chết à. Út, đợi anh với. Nè, chạy chậm chậm thôi, coi chừng té, coi chừng té.